Vậy không thì đi lên đây cũng khoảng 1 tiếng ha em? Hơn tiếng. Hơn 1 tiếng. Nhưng mà ba mẹ là còn vẫn ở quê? Không, ba mẹ em lên đây với em. Ở Bình Dương luôn? Dạ. Ồ, vậy là bây giờ là mình xác định là lập nghiệp ở Bình Dương luôn. Tại vì nhà em được hai anh em trai á. Ờ. Mà ngày trước chẳng qua hơi buồn một xíu là anh hai em bị tai nạn hay gì, là nhà còn có mình em mà em đây em làm việc ở đây nên nên em ước ba mẹ lên đây ở chung với em mà có gì ăn nấy chung với nhau. Rồi chị hiểu rồi, xin chia buồn với câu chuyện của em nha. Dạ cảm ơn chị. Ừ. Rồi bây giờ em có ngại yêu xa không? Em thì được cái công việc của em bây giờ nó cũng gọi là ổn định đó chị. Ừ. Thứ bảy em chỉ làm có buổi sáng à. Cái đó em đi làm cho người ta hay là mình làm nhà em mình làm luôn? Cho người ta, em làm cho thật công ty tập đoàn lớn 4 hãng này chị. À, sửa xe là sửa xe trong công ty á hả? Chị tưởng đâu là cái gara sửa sửa tư nhân. Công ty lớn lắm chị. À, đủ sống không em? Chung em cảm thấy bao nhiêu là đủ chị, em thấy là ổn á. Nhưng mình lo được cho gia đình mình đủ là được rồi. Còn dư được chút ít em lo cho bạn gái. Lưu dư được chút ít lo cho bạn gái. Dễ thương dạ, quá. Hay quá. Này được. Cô gái ngồi ghế màu đỏ đây nãy giờ cười, tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em tên là Đoan Minh, em sinh năm 95. Em làm sale marketing cho ngành F&B đã được 5-6 năm rồi. À, tính cách của em thì độc lập, không phụ thuộc quá nhiều vào bạn nam và hơi bướng. Em là người miền Tây. Miền Tây? À, Mỹ Tho, Tiền Giang anh. Mỹ Tho, Tiền Giang. Em có ngại yêu xa không? Sẽ tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam. Tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam. Wow. Wow. Ồ, vậy là mê trai đẹp hả cưng? Được, được, được. Tại nãy nghe chữ Bình Dương cái bên này là eo. Ôi, yêu xa không chịu. Gì vậy, gì vậy? Là nghe xa quá đó, eo. Đúng nhưng rồi. Mà bây giờ có một câu khẳng định lại. Tùy theo mức độ đẹp trai. Đúng. Cô là tôi cũng thích luôn á, là giống tôi đó, giống tôi đó. Rồi, Quý, điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh em thì vui vẻ, hòa đồng. Ừ. Em được cái em không hút thuốc gì. Không hút thuốc? Ừ. Có nhậu được không? Nhậu thì lê gai. Lê gai. Nhậu nhậu chơi chơi với em không bao giờ đi sau về sau 10 giờ. Ừ, hay quá. Coi như là nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là gì? Nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là... Trai ngoan em ơi, không có về nhà sau 10 giờ. Còn đi làm nữa anh Đạt ơi. Còn điểm yếu của em thì em không biết nấu ăn. Nói chung là nấu dở, chứ em nấu mình em ăn, mà em ăn còn dư nữa. Có hồi nhỏ thì em hay bị sợ ma. Bi. Chị biết sao, ở dưới quê ngày trước thì nó vắng lắm mà chị. Ừ. Mỗi nhà là chỉ có được một cái tivi thôi. Ừ. Mà ba mẹ em thì dỗ cho em ngủ sớm. Khi mà em đi lại nhà kế bên á, coi cái đầu em ở nhà em thức dậy em không thấy ai hết trơn, em khóc, em chạy cắm tổng cổ em chạy ra em khóc. Cái tới giờ mà em vẫn còn chọc em hoài luôn. Em thì cũng có cái thằng mà hôm nay em đi chơi vui quá hay gì á, tối về em ngủ em hay nói lại lắm. Nói lại là sao em? Là cứ như cũng kiểu như mớ á chị. Mớ hả? Trời ơi, cái đó em mới làm cho người ta sợ ma đó. Trời ơi trời. Chứ ma nào sợ em. Không mà. Ít em mới kể câu chuyện em mớ mà làm cho người ta nhớ đi. Tối ngủ với vợ tự nhiên nửa đêm ngồi vậy em nói chuyện nói là vợ em mới sợ ma đó. Không, em không có ngồi, cái gì em nào em nằm nói luôn hả? Dạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giờ 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Nói thành tiếng luôn, nói thành câu chuyện luôn hay là chỉ ú ớ thôi? Cũng có thể nói thành câu chuyện chị. Ví dụ như hồi đợt năm rồi em đi ăn tất niên á. Ừ. Em hát nhiều quá. Ừ. Mà cái tới ngày cái bài hát của em thích nữa, em ngồi với em kêu cho em hát nữa, cái em về em nằm ngủ cái em nói chuyện mình luôn. Nói gì? Thì em nói cho tôi hát bài nữa, tôi nghĩ tôi về. À, ai kể lại cho em nghe? Mẹ em. Còn em nè. Em biết chụp ảnh. Chụp hình. Dạ, em thích đi du lịch. Đôi lúc là em hay quẩy ba lô em đi du lịch một mình luôn. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chiều em chứ. Em phải chiều em chứ. Nhưng mà tùy theo độ đẹp trai, người ta đẹp trai quá sao? Có gì em không. Chỉ anh được không em? Hả? Có gì em chỉ anh được không? Không. Em phải biết nấu chứ. Biết nấu chứ. Anh có thể lên coi YouTube mà. Ok. Em nhất định là không nấu ăn cho bạn trai mình ăn. Em sẽ rửa chén. Rửa chén. Và bạn trai mình phải nấu cho mình ăn. Đúng rồi. Rồi ví dụ như mai mốt về ở chung với nhà có ba mẹ chồng luôn rồi cũng hỏng nấu ăn cho ba mẹ luôn hả? Tư tưởng của em á là khi mà có chồng hay gì đó là dọn ra ở riêng. Ừ. Cụ thể hoàn cảnh nhà bạn trai neo đơn có mình bạn ấy rồi, ví dụ ba mẹ già ốm đau bệnh hoạn rồi làm sao? Em sẽ kiếm bạn trai khác. Em sẽ kiếm bạn trai khác. Trời. Trời. Nói này cũng nặng thẳng thắn thiệt. Được cái ba mẹ em thì không có quan điểm là bắt làm dâu hay gì à. Nói chung ví dụ như sau này hai người lập nghiệp có thể ở riêng hay gì đó là
làm sao ví dụ bên đó bạn nữ thì cũng có ba mẹ, em có mẹ làm dư mình dành ra một cái khoản nào đó mình chạy qua chạy lại chăm sóc đôi bên phải không? Qua điểm là vậy. Vậy được không em? Vậy có kiếm bằng bạn trai khác không? Không. Để suy nghĩ. Trời ơi, suy nghĩ tùy theo bộ đẹp trai. Được à, cô này. Mà bây giờ điểm yếu là gì? Em có nói anh em rất là bướng. Có nghĩa là thí dụ như là em biết em sai thì đương nhiên là với khách hàng thì em sẽ xin lỗi. Nhưng với bạn nam thì em sẽ gật gật nhưng mà không, em cũng vẫn làm theo ý em mà. Để tôi coi, để tôi coi vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Để tôi coi là lúc mà cô gặp đúng cái người mà cô rung động đó, coi cổ có còn mạnh miệng nói như vậy không. Bây giờ quay lại với Quý thì tình trường của Quý như thế nào? Dạ em thì được hai mối tình chị. Em quen bạn nữ đó thì được hơn 2 năm á. 2 năm? Dạ, trong lúc làm việc thao tác cái em có bị chấn thương á, nằm viện gần hơn 2 tháng rồi. Mà lúc đó nhà em cũng khó khăn, cái đó em quyết định em xuất viện, em về quê. Lúc đầu thì về quê tầm 1 tháng thì bạn nó cũng vẫn gọi điện thoại quan tâm bình thường. Rồi xong rồi người ta cũng báo lại thì bé nó cũng có quen một người khác. Rồi trong thời gian em học và em làm em cũng có quen thêm một bạn nữ nữa. Bạn đó kiểu như binh đạo á chị, mà không có giấu, mà kiểu như giấu em á. Nhưng mà điểm đó là cái dạ, như ba mẹ em sau này thì cho nên em cũng rõ ràng thì chia tay. Dạ. Minh, tình trường của em sao Minh? Đây nè. Thật ra em có 12 mối. 2 mối. 12. 12 mối. Lần đầu tiên có một cô gái trong đó có 4 mối là sâu sắc. 4 mối là sâu sắc. Còn lại là thuộc dạng đang tìm hiểu và không cảm thấy hạp nên dừng. Crush. Crush đâu hả? Cá tính ha, ngon ha, mạnh mẽ ha. Đó, chị. Hết hồn hết vía, tôi ngồi lần đầu tiên tôi thấy có cô gái lên đây mà dám nói có 12 mối tình. Không, chỉ là crush thôi thì mình tính mối mối cũng được mà. Rồi. Cái mối tình đầu á thì em với bạn đó quen nhau được 8 năm. Trời ơi, 8 năm luôn. Quen được thời gian cái sẽ chán. Sẽ chán xong rồi cái nít nữa mà. Tình cảm tôi học trò mà. Bạn nam đó đi tà lưa với bạn khác. Tà lưa hả? Cho lên ở trên luôn. Mạng hay gì đó. Mà cái tính em thì trước giờ là em thấy nhưng em không có nói. Nói chung là sẽ tha thứ cho người ta khá nhiều lần. Nhưng mà nói chung là giờ chẳng lẽ mình bị tổn thương hoài. Rồi xong được. Cái lúc bạn đó đi du học thì em quyết định là kiểu thôi giải thoát nhau luôn đi. Sẵn tiện luôn hả? Đúng rồi, tiện tay á, kiểu vậy đó, giải thoát nhau luôn đi. Tiện tay là thôi giải thoát nhau luôn đi. Rồi, tiếp. Là 8 năm. Rồi thì sau đó không hiểu sao bị ám như sao á chị. Những cái mối tình tao và những cái người quen sao nó ngắn mấy, vậy nè. Mấy tháng. Cao nhất á là 1 năm à. Thấp nhất á là 1 ngày, đó là khi mà bạn nam tỏ tình với em. 1 ngày tính mối tình luôn hả em? Rồi thì bạn nam tỏ tình với em à. Cái em mới thấy là cũng được à. Xong rồi cái xong cái sáng hôm sau em mới thấy con thấy kỳ quá, thấy tụt mút quá à. Nên là em mới nhắn lại là thôi mình làm bạn thôi. À vậy là gọi là một mối tình đó ha em. Trời ơi, tôi hiểu rồi, tôi về chỗ. Thôi. Trời ơi, tôi nghe bà kể chuyện sau đầu đuôi đó. Sau đậm thứ hai là bạn nam tính hơi gia trưởng nên là hay kiểm soát. Có nghĩa là mới đầu vô mình nhìn một người partner của mình nó hào nhoáng lắm. Nhưng mình rờ vô mình mới biết. Rờ cái bộ phận nào của người ta vậy? Gì? Rờ vô tính xấu người ta mới biết. Rờ vô đụng ngay tính xấu mới biết được hả? Đúng rồi. Gia thì trưởng. Cũng dùng dần được khoảng một năm. Một chị hạt rồi mới chia tay. Em lock Facebook bạn đó luôn. Anh chị có nghe câu yêu nhau vì nhan sắc không? Yêu nhau, à hồi nãy có nghe đó. Tùy theo độ đẹp trai đồ đó. Anh nghe loáng thoáng hồi nãy cô gái nào nói có câu đó. Em chụp hình cho cái nhà hàng của anh đó. Mà lúc đó mà em không có make up. Xong cái ảnh chạy một cái voucher ăn 1 triệu. Cái xong cái hôm sau cái em make up lên, cái em lượn vô nhà hàng ảnh, cái ảnh mới nói trời Minh sao em nhìn khác quá vậy. Ồ rồi sao ảnh cưới em? Bắt đầu cũng ngồi tích, cũng đẹp trai nè, rồi cũng có mấy việc làm ổn nè, rồi cũng cao nè đó, thì cũng rớ vô rồi. Yêu nhưng mà yêu xong mới biết lụy tình. Ai lụy ai? Ảnh lụy, mà em là dạng con gái yêu thiên về lý trí khá là nhiều. Làm sao dứt được? Ảnh đi Hà Nội về, cái ảnh phì ra, mập ra thì hết xấu trai quá, rồi. Cái hết tội luôn, hết trách nhiệm bỏ luôn. Rồi cái em mới nói là thôi em nghĩ là em hết yêu ảnh rồi, mình nên buông nhau đi. Dứt điểm, dứt khoát đó. Mới có cuộc tình thứ 3 thôi đó Di Tường. Còn mấy kia là nhỏ. Bởi chị nói với em nghe, em đừng có ham cái mã đẹp trai. Đó. Tao nói mà mấy người đẹp trai quá là tính xấu nhiều lắm. Từ từ nó cũng lòi à. Bớt ham mê trai đẹp lại đi. Em thấy mà bạn nam nào khi cua gái cũng ráng gồng lên nè. Xô hết như con công nó xòe đuôi ra vậy đó. Lý lẽ 12 mối tình nhưng mà tại sao em lại không tiếp tục để mà chinh phục những người đẹp
đàn ông đẹp trai nữa mà phải ngưng tới 2 năm lận. À, tại thật cái là lúc trong cái tiến trình đó thì vẫn có nhiều bạn nam theo em. Nhưng mà kiểu chưa bằng người yêu cũ. Chưa bằng người yêu cũ. Giờ là phải kiếm lên trên. Hay bữa nay có đem theo hình mấy người yêu cũ không? Không. Trời ơi, phải biết cho chị coi luôn, không được chị giải tán hai bên này luôn cho rồi. Chứ mất công rồi, chị mở cửa ra rồi em nói chưa bằng người yêu cũ tổn thương hai bạn trai của chị. Trời ơi, thiệt á. Bữa nay là bên đàn nghe, gái nghe, nghe tình nhân vật rất là nguy hiểm nha. Sao quý nghe tình trường 12 mối tình của cô gái bên kia em thấy sao? Cái nào thiếu thì em bù vô chị. Thiếu em bù vô hả? Thiếu em bù vô. Để coi hôm nay bù được không. Không á, thiệt chứ bộ nhiều khi là đây là đỉnh của đỉnh luôn rồi. Nhưng mà giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của quý là như thế nào? Vui tính xíu. Vui, nãy giờ em thấy vui không? Vui không? Nói chuyện cười quá cười luôn. Quá vui rồi. Quá vui, gì nữa? Còn nhiều động tác hề lắm nha. Với lại bạn gái cao cao tầm 1m58 đổ lên là được. Được. Biết nấu ăn xíu, hồi nãy em cũng có nói rồi. Biết nấu ăn xíu hả? Mà chết cha, nhưng hơi bị sái sái không? Sái sái rồi. Rửa chén thì được, nhưng mà người bạn trai phải nấu cho cổ ăn. Vậy sẵn dịp em về, em như bạn nói nãy lên YouTube học rồi hai đứa học luôn. Ừ, còn hai đứa học là... luôn. Rồi xong rồi nấu ra thì mảnh người này thưởng thức của người kia thử lại thì cũng được. Đi ăn cơm tiệm đi anh, đi ăn cơm tiệm đi anh. Ăn cơm tiệm đi anh. Mình có cái điều gì mình không thích ở người cái tư ở người con gái không? Em không thích một cái mà cái kiểu như là nhiều chuyện á. Chuyện bà tám á. Dạ. Rồi, không xăm, dễ nhìn xíu là được rồi. À. Dễ nhìn xíu là được. Không biết thông giọng người lớn hay được. Khoan, bây giờ hỏi bà gu bảo sao nè. Gu nè. Đẹp trai, anh đoán nè. Đúng rồi, đẹp trai. Đẹp trai là tiêu chí. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa nè? Cào. Chi tiền cho em đi, chi tiền cho em đi. Chi tiền gì? Chi tiền cho em đi. À, đi đâu? Như là hỗ trợ kinh tế cho em. Ok, em tự lập vẫn được, nhưng mà không, em muốn bạn nam chi tiền cho em nữa. Ví dụ như là em xài cho những khoản nào? Mua đồ mặc. Đi đầu tư. Đầu tư gì? Chứng khoán, bất động sản. Trời. Bitcoin, nhưng mà Bitcoin đang sập rồi. Chắc tôi đi về, hôm nay tôi nghỉ mai mối quá. Mà đó giờ em đầu tư thành công hay thất bại? Cũng có thành công. Lợi nhiêu? Cũng nhiều lắm. Mà sao không lấy tiền đó đi đầu tư tiếp đi, rồi cũng phải kêu con trai đưa tiền đi đầu tư làm chi vậy? Thì trai cho tiền mình đi đầu tư xong mình chia lại cho trai. Có chia lại cho trai luôn hả? Thì trai chia lại cho em, người ta gọi là hoa hồng. Đầu tư. Dạo này kinh doanh có lãi không? Đang dịch rồi chị, tạm thời pending. Cho nên giờ đang cần người đầu tư tiếp phải không? Đúng rồi. Rồi hy vọng hôm nay em có được người đầu tư nha. Chứ chị thấy chị hoang mang muốn bỏ nghề giải nghiệp rồi đó. Còn chị làm mai làm mối cũng nhiều ca lắm mà ca này chị thấy hơi căng rồi đó. Không, mà cô bé này nãy nói đúng, ưu điểm là vui tính. Vui tính hả? Nghĩa là vui tính là cô bé này. Quen thân cô bé này lúc nào cũng cười hết. À, không thể nào không buồn. Nhưng mà sao không có nụ cười đó, toát mồ hôi hột đó em. Căng á, cười mà cười này cười căng. Đừng có để cho cô bé này rờ trúng ngay cái điểm xấu là mệt nữa rờ, nha. Căng lắm thôi. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì đã có đầy đủ thông tin rồi. Đạt ơi. Dạ. Mở cửa trái tim đi. Còn gì nữa, cho hai bên gặp gỡ nhau nè. Yeah. Mở cửa trái tim. Wow. Trời, làm liền luôn hả? Quà tặng em. Đúng nhanh gọn lẹ quá. Anh thì không biết lựa màu sâu, nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích. Ví dụ em không thích màu này, em thích màu khác, anh dắt em đi mua. Rồi, liền tay vậy luôn. Đúng là anh chàng thợ sửa ô tô. Nếu không thích màu này thì anh sẽ mua cho em màu khác. Đó, nhanh gọn lẹ liền. Chưa kịp hỏi cảm xúc luôn. Anh nói quịch tẹt quá vậy. Đâu, anh thẳng mà, anh là anh chàng rất là thẳng tính. Em thích không? Chưa mở, chưa biết. Mở đi. Còn bà làm gì bà thô bạo dữ vậy trời. Ý màu cam. Cam đó, thích không? Ý màu cam. Em thích đỏ cơ. Nhưng mà hơi, cảm ơn anh. Đỏ cam á. Vậy bữa anh mua cho cây khác. À. Cảm xúc đầu tiên khi mở cửa trái tim ra thấy như sao? Anh này đẹp trai. Trời ơi, nhỏ này thẳng tính ghê. Anh này đẹp trai. Ổn không? Ổn. Ổn hả? Mà ảnh cứng quá à. Cứng là cái gì cứng? Mới vô ảnh tặng quà ảnh làm liền à. Rồi ảnh nói luôn. Sao vậy, em không chịu nữa hả? Vậy cho nó nhanh gọn lẹ chứ, em muốn lòng vòng nữa hả? Từ từ thôi. À, muốn chậm chậm lại chút hả? Từ từ mà đúng không? Mà khó chịu quá à. Thì cái ta đẹp trai được rồi. Mà đẹp trai là được rồi. Trai không? Nhưng mà nãy chị mới nói là người đẹp trai có cái mã thôi, phải từ từ. Chính nãy chị mới nói mà. Chị nói người đẹp trai chứ nhiều khi bên trong nó có nhiều tánh xấu. Chị đâu kêu từ từ đâu. Rồi, em rồi. Cũng bớt lại một chút nha. Bớt lại đi cưng. Kềm lại chút xíu. Cảm xúc sao cưng? Nè nghe nghe anh chàng trai ta đẹp trai nói nè. Bạn gái dễ thương. Dễ thương quá hả? Có xao xuyến chút nào chưa? Dung. Nè, cô bé này em nè, em có quan trọng làm dâu không?
Em không có thích làm dâu. Nãy người ta hỏi rồi, ông này ông Mai không có nhớ gì hết, ta nói ngay từ đầu em, rồi. Em nói rồi, là có như là dọn ra ngoài ở riêng. Dọn ra ngoài ở riêng còn không kiếm bạn trai khác. Rồi. Em cá tính mạnh nhất trong đây. Tại vì hôm nay đó cái ý kiến người thân của mình nó có hơi sự hơi xáo trộn một chút. Đúng không? Mà mình cũng phải lắng nghe ý kiến người thân chứ. Em tặng anh quý, bởi vì anh quý ta tặng son cho em, nhưng mà em sẽ không như anh, em sẽ không nói là ở trong đây đó có gì. Em đồng ý cho anh khui tại đây không? Được. Tặng cho em rồi, muốn làm gì em làm. Khui đi, tặng cho em rồi. Trời, bà tặng quà mà bà đứng đó, anh quý bà sàng thấy sợ luôn. Đôi khi người ta phải cần như vậy. Mắc cỡ á chị ơi. Không hề. Bà thả tính đó chứ mắc cỡ cái gì. Hồi hộp ha. Dung. Hả? Dung. Hả? Dung hả? Đang dung dậy. Dung. Một bộ hình. Hả? Không. Hình gì? Thật ra là đó là hai cái nơi em đi du lịch mình mà em thích nhất. Cái là ở Thái Lan với một cái là Singapore. Em từng đi giống như là có một Nhật. Cuộc hẹn du lịch hay gì từng phải đi không? Sinh rồi từng đi Thái. Anh đi nhiều lắm rồi chứ mà đi anh trong đi nước. Chỗ nào anh đi làm? Thôi đi làm đừng có vậy, ý em nói là đi du lịch mà. Đi du lịch có điều kiện thì mới đi được chứ em. Đúng rồi, không có tiền lấy gì đâu đi trời. Đi nè, ba cái bát bò luôn. Trời đi Thái rẻ lắm luôn á. Rẻ sao? Có sáng tới 8 triệu à, bút vé máy bay, tự túc bay cái bèo qua bển rồi tự bút hostel rồi ở. Có 6 tới 8 triệu à. Thì ủa rồi đi du lịch rồi ai trả tiền? Thì anh phải trả chứ. Anh trả là hai đứa còn luôn còn em hả? Thì em tự trả. Là mạnh ai nấy trả hả? Ừ, thật ra hồi xưa em quen mấy bạn nam á, sẽ trả luôn cả tiền phòng cho em. Ủa, là ngủ chung hay ngủ riêng? Ngủ riêng. Ngủ riêng thì tiền phòng ai nấy trả, như nào ngủ không, chung tại, anh mới trả tại, tiền. Tại mấy bạn nó thích chi thôi chứ không phải là do em ép hay gì hết á. Ừ. Bây giờ chị hỏi em nè, giờ thí dụ như đi ăn rồi bạn trai quên đem bóp theo trả tiền thì em có trả tiền không? Thì lấy thẻ ra cà. Không có đem quên cái bóp rồi thì em cà đó, đợt sau anh cà lại. À coi như là xen kẽ nhau. Dạ đúng rồi. Quên hai lần luôn. Bye bye. Bye bye hả? Một trời lần ơi. Thôi đi chứ qua lần hai bye bye. Cá tính mạnh dữ vậy trời. Quý à, sao em hoang mang vậy? Đang phân tích. Quý đang phân tích. Em được tặng ba cuốn bách bo luôn mà em hoang mang vậy? Bây giờ các bạn hãy nhìn trên ghế của mình. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh, tượng trưng cho cái người ngồi trên cái ghế có cái màu như vậy. Nếu như sau 5 giây các bạn đồng ý hẹn hò thì mình hãy bấm vào cái nút mà mình muốn. Nếu như bạn không muốn, không có cảm xúc với ai hết, có quyền không bấm. Và khi nào hai chiếc ghế cùng màu mà cùng sáng đèn với nhau thì mới gọi là hai trái tim đồng điệu. Các bạn nắm chưa ạ? Trái tim mình mách bảo bấm chỗ nào thì bấm chỗ đó. Mời bốn bạn để tay vào. Thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1 Có một cái đèn không sáng. Vì sao em không bấm? Thì không hợp gu em. Không hợp gu em. Ờ. Tại bản ở Bình Dương lận. Xa. Đúng rồi, với lại cứ vậy giống em hành bản quá nên là thôi. Cũng rất là thẳng thắn ha, quyết đoán ha. Hy vọng em sẽ gặp may mắn lần sau. Như vậy thì mọi người thấy rằng là chúng ta có 3 người bấm nút, nhưng mà hai chàng trai đều bấm cho chiếc ghế màu xanh, nhưng mà cô gái ấy thì đã bấm vào cái anh chàng màu xanh. Như là chúng ta sẽ có một cặp đôi. Từ cặp đôi ghế xanh, mời hai bạn tiến ra phía trước. Chúc mừng em. Chúc mừng anh em. Sao cái gương mặt em có vẻ thảng thốt và hốt hoảng vậy? Khoan, em chưa lót được cái kết quả. À, em chưa lót được kết quả hả? Đây, đây, đây nè. Em đang ngồi ở ghế màu xanh, thấy chưa? Thấy màu xanh không? Rồi em bấm cái đèn của màu là xanh. Là em dẫn qua đây màu xanh. Là em chọn anh thầy giáo bấm em ngồi ghế màu xanh. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Em bấm lộn nút không? Có bấm lộn nút không? Bấm lộn nút không? Bây giờ vẫn có. Dạ thôi, bấm đúng, bấm đúng. Đúng địa chỉ rồi đúng không? Đúng rồi, nắm tay đi cho chắc ăn coi để em thấy là. Trời. Đúng thì nắm tay. Trời ơi. Rồi mời em trai đứng lên. Rồi đây đứng nhanh. Đấy. Thôi đứng ra đẹp trai rồi không cần gì. Ok. Khổ ghê vậy đó. Trời ơi à. Hôm nay chúng ta có một cặp đôi là cặp đôi ở thầy giáo Thành ha và cô cũng Tiên ha. Hai bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trên chương trình ghép đôi thần tốc. Đánh xin mời thầy giáo. Đánh dấu một bước khởi đầu nè. Hôn đi. Wow. Dễ thương.
MCV Network. Top 1 TikTok MCN Việt Nam 2020. Đối tác chiến lược của Facebook, YouTube, nhà sản xuất các chương trình nổi tiếng Bạn Muốn Hẹn Hò, Vợ Chồng Son, Come Out. Tìm kiếm tài năng người Việt Nam tại Nhật Bản, không phân biệt tuổi tác, không giới hạn số lượng. Who you are? Yêu thích khung cảnh đẹp, thích giao lưu khám phá văn hóa, ẩm thực và du lịch tại Nhật Bản. Muốn trở thành KOL từ việc là những content creator. How? Được training và định hướng nội dung để trở thành các content creator chuyên nghiệp. Cùng phát triển ý tưởng theo thế mạnh của bạn và được hướng dẫn kỹ năng quay, dựng video. Được hỗ trợ xây dựng, phát triển và bảo vệ các kênh TikTok, YouTube và Facebook. Benefits: nhận quảng cáo từ các nhãn hàng tại Nhật Bản và Việt Nam. Tham gia các show truyền hình do MCV sản xuất tại Nhật Bản. Sản xuất online. Contact now. Inbox Viber Zalo 084-795-710-185. Email info@mcvjapan.co.jp. Fanpage MCV Network. Facebook.com/mcvclub.network.